Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên kênh Bản tin 24 giờ. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, khu vực phía Nam của Trung Quốc nhiều ngày mưa lớn liên tiếp gây ra lũ lụt. 24 tỉnh thành như Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây, Quý Châu, Trùng Khánh liên tiếp có thông tin về mưa lớn gây lũ lụt chưa từng xảy ra trong 75 năm qua. Ít nhất 10.652 triệu người bị ảnh hưởng, 146.000 căn nhà bị hư hại. Chính quyền đưa ra cảnh báo lũ lụt năm nay là trận lũ lụt lớn nhất kể từ năm 1949 đến nay, nhất là lượng mưa lớn ở khu vực thượng du đập Tam Hiệp sẽ gây ra thách thức nghiêm trọng đối với con đập khổng lồ này. Mưa lớn từ đầu tháng tới đã khiến nhiều khu vực ở vùng Hoa Nam, Hoa Trung của Trung Quốc xảy ra thiên tai. Vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Trung Bộ và một phần của cao nguyên Xuyên Tây, tỉnh Tứ Xuyên chịu ảnh hưởng. Hôm thứ Ba tuần này liên tiếp mưa lớn suốt 24 tiếng đồng hồ. Mai Long Câu thuộc huyện Đan Ba, Châu Tự Trị, dân tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên đã xảy ra lũ quét và sạt lở núi. Dòng chảy sông Tiểu Kim Xuyên đã bị chặn, hình thành một hồ nước lớn, làm cắt đứt giao thông ở khu vực lân cận. Hôm thứ Tư, hồ nước hình thành do lở núi tạo ra bắt đầu bị vỡ và tràn xuống nhà máy thủy điện Mai Long với công suất 2.000 kW cũng bị phá hủy. Hôm thứ Ba, Cục Quản lý ứng cứu khẩn cấp Tứ Xuyên cho biết, do mưa lớn nhiều ngày, lượng mưa đo được ở 6 trạm thuộc huyện Vượng Thương, huyện Kiếm Cáp, khu Lợi Châu, khu Thiệu Hóa, thành phố Quảng Nguyên lên đến hơn 350 mm. Trong đó, lượng mưa lớn nhất đo được ở trạm Minh Đảng thuộc khu Thiệu Hóa lên đến 367,4 mm. Trận mưa lớn này khiến cho khu Thiệu Hóa xảy ra lũ bất ngờ, nhiều đoạn đường giao thông bị gián đoạn, tình hình thiên tai nghiêm trọng. Ước tính hơn 390.000 hộ dân ở hơn 60 trấn thuộc 6 huyện ở khu vực trên toàn thành phố chịu thiệt hại. Một số khu vực tỉnh Tứ Xuyên dự tính mưa lớn sẽ tiếp tục cho đến ngày thứ Ba tuần tới. Còn khu vực thượng du sông Tần Hoài, tỉnh Giang Tô trong mấy ngày qua cũng liên tiếp xảy ra mưa lớn. Lượng mưa trung bình trên lưu vực sông Hoài gần 10 ngày qua vào khoảng 168,4 mm. Vào lúc 8 giờ hôm thứ Tư, mực nước ở Phương Gia Bối, Chính Dương Quan, Ngô Gia Độ, Tưởng Bối đều cao hơn hôm thứ Ba từ 0,65 đến 2,1 m. Lưu lượng nước ở trạm Lâm Hoài là 1.290 m3 mỗi giây. Mực nước ở một số đập nước cỡ lớn trên hệ thống sông Hoài cao hơn ngày thứ Ba từ 0,32 đến 2,62 m. Chính quyền Trung Quốc hôm thứ Ba đã phát đi cảnh báo về một đợt mưa lớn. Tính đến 8 giờ sáng thứ Tư, 3 đập nước lớn trên lưu vực sông Hoài, 5 đập nước cỡ trung bình đều ở mức nước cao hơn mực nước lũ giới hạn. Mực nước cao nhất lớn hơn mực nước giới hạn là 0,79 m. Ngoài ra, 15 đập nước cỡ nhỏ của huyện như là Lục An, Hợp Phì, Lại An đều có mức nước cao hơn mực nước lũ giới hạn, cao nhất là hơn 1,05 m. Tân Hoa Xã đưa tin, tư liệu Bộ Thủy lợi cho thấy, tính đến thứ Tư, lưu vực sông Hoài đã có 8 đập nước vượt quá giới hạn. Ngoài ra, sáng hôm thứ Tư, tại Long Mai Câu của trấn Bán Phiến Môn, huyện Đan Ba Châu, thuộc Châu Tự Trị Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên cũng đã xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng. Dòng chảy sông Tiểu Kim Xuyên bị chặn, gây ra ngập úng nhiều tuyến đường bị cắt đứt và sạt lở. Tình hình ngập úng đã đe dọa đến 6 trường học, 20 thôn, 5 hương trấn ở Hạ Du. Theo thống kê, hiện có khoảng 26.000 người buộc phải di rời khỏi nhà, 21 người mất liên lạc. Thông báo của Cơ quan Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc đã chỉ ra rằng, đến hôm thứ Hai, trận mưa lũ này đã khiến cho 10.652 triệu lượt người ở 24 tỉnh thành, châu tự trị thành phố trực thuộc Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây, Quý Châu, Trùng Khánh chịu ảnh hưởng. Gần 750.000 lượt người phải sơ tán, hơn 8.650 căn nhà bị sập đổ, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 26,76 tỷ nhân dân tệ. Điều đáng chú ý là gần đây, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo, năm nay lượng mưa trung bình tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái, xuất hiện 25 lần mưa lớn, có 156 con sông xảy ra tình trạng nước lũ vượt mức giới hạn và cảnh báo. Đặc biệt là từ ngày đầu tháng đến nay, Giang Nam, Hoa Nam, phía đông của vùng Tây Nam Trung Quốc đều xảy ra lượng mưa có cường độ lớn nhất, phạm vi lớn nhất và thời gian kéo dài nhất. Nhánh sông Bắc Giang, Tây Giang thuộc lưu vực sông Chu Giang, nhánh sông Tương Giang thuộc lưu vực sông Trường Giang và hệ thống nước Hồ Bà Dương, hệ thống sông Tiền Đường tỉnh Chiết Giang đều ở mức cảnh báo. Một số sông xuất hiện mực nước lũ vượt các trận lũ trong lịch sử. Tình hình phòng chống lũ lụt vô cùng gay go. Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Diệp Kiến Xuân cũng cho biết, năm nay cần trọng điểm chú ý đến 3 rủi ro lớn phải đối mặt, đó là mực nước lũ vượt mức cảnh báo, thảm họa có thể xảy ra từ các đập nước, lũ quét. Ông giải thích rằng, công trình phòng chống lũ của Trung Quốc có thể phòng chống được lũ lớn nhất từ năm 1949 đến nay, nhưng mực nước lũ vượt quá tiêu chuẩn có khả năng vượt quá năng lực phòng chống hiện có, trở thành sự kiện thiên nga đen. Đoạn phát biểu này được giải thích rằng, năm nay có khả năng xuất hiện lũ lụt có quy mô lớn nhất từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập chính quyền đến nay. Ngoại giới cũng chú ý, nhiều lần có thông tin nói đập Tam Hiệp bị biến dạng nhưng chính quyền Trung Quốc đều phủ nhận.
liệu nó có chịu đựng được sự tấn công của trận lũ lụt này hay không. Trước đó, nhà kinh tế học độc lập Lãnh Sơn đã đăng tải một video trên Twitter cho thấy vùng thượng nguồn của đập Tam Hiệp xuất hiện hiện tượng sạt lở đất với quy mô lớn. Đồng thời, ông còn đề cập rằng tình huống chuyển dịch này rất có thể sẽ khiến đập Tam Hiệp bị vỡ trong những năm tới. Vậy thì Vũ Hán sẽ là nơi đầu tiên chịu trận, sau đó là Nam Kinh, Thượng Hải cũng không thể may mắn thoát nạn. Năm ngoái, ông Lãnh Sơn cũng đã từng đăng trên Twitter hai bức ảnh so sánh đập Tam Hiệp chụp qua bản đồ vệ tinh của Google trước kia và hiện giờ. Một bức ảnh cho thấy đập Tam Hiệp là một đường thẳng, một bức ảnh khác lại cho thấy tình trạng đập Tam Hiệp bị cong và biến dạng. Nhiều người cho rằng hình ảnh chụp qua bản đồ vệ tinh Google là không chính xác, và sau đó Google cũng đã thay thế bằng một hình vẽ đập Tam Hiệp tại vị trí đó trên bản đồ. Tuy nhiên, trước ồn ào của dư luận và sự lo lắng về tình trạng vỡ đập, truyền thông Trung Quốc đã tăng cường trấn an, nhưng các thông tin lại không đồng nhất. Có thông tin nói đập Tam Hiệp không bị biến dạng, có thông tin nói một bức ảnh vệ tinh khác của Google cho thấy đập hoàn toàn bình thường, có thông tin nói nó đã bị biến dạng nhưng là biến dạng trong trạng thái đàn hồi. Đập nước biến dạng là chuyện rất bình thường, thuộc về phạm vi thiết kế cho phép. Trên thực tế, đập Tam Hiệp được công nhận là điểm họa lớn nhất đối với dân tộc Trung Hoa. Nhưng tai nạn địa chất tại khu vực xung quanh đập Tam Hiệp như hạn hán, lũ lụt và động đất liên tục xảy ra, khu vực hồ chứa cũng đã sập và lở đất quy mô lớn. Đây được cho là một trong những nguyên nhân vì sao bức ảnh trên Google lại khiến người dân Trung Quốc và giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc quan tâm tới vấn đề này như vậy. Ông Hoàng Tiểu Lục, người chủ trì Quỹ Nghiên cứu Hoàng Vạn Lý, một chuyên gia thủy lợi nổi tiếng cho rằng, dù có biến dạng hay không thì đập Tam Hiệp đều sẽ dẫn tới một thảm họa vô cùng nghiêm trọng. Đập Tam Hiệp được xây dựng vào thời ông Lý Bằng và Sang Trạch Dân. Họ được xem là nhân vật quyết định quan trọng trong xây dựng dự án này. Ngoài ra, do năm nay trên mạng cũng chia sẻ nhiều video thảm họa lũ lụt, khiến cho ngoại giới nghi ngờ tình hình thực sự có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì mà chính quyền công bố. Kính thưa quý vị, mưa lớn liên tục ở Giang Tây đã khiến hơn 510.000 người ở 12 thành phố, 55 huyện bị thiệt hại, một số ngôi nhà bị hư hại, một số khu vực đô thị bị ngập úng nghiêm trọng, một số đoạn đường đi lại khó khăn do ngập nước sâu, một số cây cầu và con đường đã bị cuốn trôi, cây nông nghiệp bị ngâm trong nước. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 510 triệu nhân dân tệ, trong đó Bình Hương, Thượng Nhiêu, thị trấn Cảnh Đức, Cán Châu và những nơi khác bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Trước đó, 4 thành phố Bình Hương, Tân Dư, Cát An, Phủ Châu ở Giang Tây và phía Bắc thành phố Cán Châu, phía Nam thành phố Nghi Xuân đều phải hứng chịu những đợt mưa to hoặc dông tố, mưa to cục bộ. Còn tại Phúc Kiến, mưa lớn đã gây ra lở núi. Kể từ đầu tuần đến nay, hầu hết các huyện ở tỉnh Phúc Kiến đều bị mưa lớn làm ngập úng. Ở khu vực phía Bắc xuất hiện mưa to cục bộ. Theo công bố của Văn phòng Phòng chống lũ lụt tỉnh Phúc Kiến, từ 6 giờ ngày thứ Bảy đến 6 giờ ngày Chủ nhật, tỉnh Phúc Kiến có 68 thị trấn và làng mạc ở 27 huyện có lượng mưa hơn 80mm, trong đó có 8 thị trấn và làng mạc ở 5 huyện có lượng mưa hơn 150mm. Làng Phượng Bộ, huyện Cổ Điền có lượng mưa lớn nhất là 197,7mm, với lượng mưa tối đa trong 1 giờ là 129,7mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, tuyến đường sắt Ưng Hạ ở Phúc Kiến có một phần của lục địa đến phần thượng nguồn bị lở núi vì mưa lớn. Dự báo thời tiết cho thấy từ đêm Chủ nhật đến thứ Hai, toàn tỉnh có mưa to và kèm theo sấm chớp. Tại thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang cũng liên tục xuất hiện mưa lớn. Vào lúc 1 giờ đêm hôm thứ Năm, do ảnh hưởng bởi mưa lớn, một trận lở đất bất ngờ xảy ra ở thôn Đại Hầu, làng Kiểu Hoa, quận Kha Thành, Cù Châu, khiến 187 dân làng phải sơ tán khẩn cấp. Theo dự báo thời tiết ở Trung Quốc trong 3 ngày tới, các nơi như đồng bằng sông Châu Giang vẫn còn có mưa to hoặc rất to, các nơi như Giang Nam, Hoa Nam vẫn tiếp tục có mưa lớn, một số khu vực có mưa to đến rất to, mưa lớn cục bộ. Tuần tới, vành đai mưa sẽ di chuyển về phía Bắc đến giữa hạ lưu sông Dương Tử. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Bản tin 24 giờ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.